OK, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý ở Belo và rất là vui khi gặp lại các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay trực tiếp tại Belo. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Belo sẽ cùng với các anh chị chúng ta mở hộp một phiên bản kính Cartier thuộc bộ sưu tập kính mát Cartier Signature C de Cartier. Đây là một phiên bản có thể nói là chúng ta rất là dễ đeo và rất là dễ dàng phù hợp với cả khuôn mặt tròn của người châu Á của chúng ta. Và chúng ta sẽ có mã hiệu của sản phẩm, đó là CT0276S phối màu 002. Thì khi mà các anh chị chúng ta yêu thích cái thiết kế CT0276 mắt vuông này thì chúng ta có thể tìm kiếm ở trên website belo.vn, cái đầu mã là CT0276. Thì khi mà các anh chị tìm kiếm cái đầu mã này thì nó sẽ ra đủ 4 phối màu của CT0276 tại Belo. Và chúng ta sẽ trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đập hộp phối màu 002, nó chính là cái phối màu được hoàn thiện mạ vàng gold này, vàng bóng này, và chúng ta sẽ có được cái càng là Havana, tức là cái màu đồi mồi này, và mắt nó là green, tức là mắt màu xanh lá. Và chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật là 60 14 145. Thì cái thông số kỹ thuật này nó sẽ tương đương với cả cái size trung bình của Ray-Ban, như là các anh chị chúng ta đeo vừa cái Ray-Ban 58 14 145, tức là cái RB3025, mà cái size trung bình nó là 58 14, thì các anh chị sẽ đeo vừa với cái 60 14 này của CT0276. Rồi, và đây sẽ là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại Belo, do đó là các anh chị chúng ta sẽ nhận được đầy đủ những cái sự hỗ trợ từ phía Cartier toàn cầu. Đó, các anh chị chúng ta mua tại hàng tại Belo thì chúng ta sẽ được xuất hóa đơn đỏ 100% và giúp cho chúng ta luôn luôn yên tâm về xuất xứ của sản phẩm, và đi kèm với đó là chúng ta sẽ nhận được đầy đủ những cái phụ kiện mà hãng trang bị cho chúng ta. Rồi, và CT0276 chúng ta sẽ được trang bị cái bộ vỏ hộp tiêu chuẩn của Cartier, và các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có được cái màu đỏ nó rất là sậm nó và rất là đẹp. Các anh chị sẽ thấy ở đây, khi mà chúng ta sờ thực tế chúng ta sẽ cảm thấy được cái độ mịn và mượt của từng cái phụ kiện mà Cartier trang bị cho chúng ta. Và khi mà các anh chị chúng ta có thể so sánh cái sắc độ màu đỏ này với những cái kính mà các anh chị nhìn ở trên mạng thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản fake cũng như là hàng nhái hàng giả, thì các anh chị sẽ thấy là đầu tiên là cái vỏ hộp của nó sẽ có một cái màu đỏ nó lợt hơn rất là nhiều và nó không được đậm và đẹp như là cái màu đỏ Cartier mà các anh chị đang nhìn thấy ở đây. Nó sẽ rất là sậm và nó mang đặc trưng của Cartier. Rồi, thông thường thì chúng ta vẫn sẽ đi kèm với cả một cái quyển sổ bảo hành. Đó, thì khi mà các anh chị mua thì Belo cũng sẽ vào tên các anh chị vào đây và chúng ta sẽ có số serial number của riêng chiếc kính này. Đó. Thì ở đây chiếc kính của chúng ta sẽ có số serial number, nó sẽ trùng với từ trên hộp này F27 F14 GP, thì chúng ta sẽ có được cái số serial number đó nó trùng với ở trên kính. Thì một lát nữa Belo sẽ đập hộp cho các anh chị xem và chúng ta sẽ có date of purchase này, cái ngày mua này, và Belo sẽ đóng dấu con dấu của Belo là Authorized Dealer Stamp, tức là cái con dấu của đại lý ủy quyền. Thì với việc là đại lý ủy quyền được chứng thực ở trên website cartier.com, các anh chị sẽ luôn luôn yên tâm là các sản phẩm kính Cartier mà các anh chị mua tại Belo thì chúng ta sẽ không những được trực tiếp Belo hỗ trợ bảo hành cho các anh chị mà chúng ta sẽ được hãng Cartier bảo hành cho chúng ta ở toàn cầu, tại tất cả Cartier boutique ở trên toàn cầu. Các anh chị có mang qua Pháp hay là Mỹ hay là bất kỳ đâu trên thế giới thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Cartier. Rồi, và chúng ta vẫn sẽ được trang bị những cái phụ kiện cơ bản như là khăn này, hay là những cái sách về thông tin về sản phẩm này. Thì tất cả những cái phụ kiện này thì sẽ đều được Belo bàn giao đầy đủ cho các anh chị khi mà chúng ta mua hàng trực tiếp tại Belo. Và ở những cái phiên bản kính mát thì Cartier họ sẽ trang bị cho chúng ta một cái túi đựng kính riêng. Ở đây là những cái đặc quyền riêng cho những cái phiên bản kính mát mà những cái phiên bản kính gọng chúng ta sẽ không có. Với cái túi như thế này thì các anh chị chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ cảm thấy nó vô cùng là tiện lợi. Đó, đây là những cái túi của Cartier trang bị cho chúng ta. Thì với những cái túi như thế này thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta bảo quản kính nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì khi mà các anh chị chúng ta đi đâu thì chúng ta chỉ cần bỏ kính vào và sau đó chúng ta để vào túi sách hay là vali của chúng ta là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những cái va chạm không đáng có với những cái vật dụng khác ở trong túi của chúng ta. Rồi, và xin chào các anh chị với CT0276O phối màu 002. Và cái CT0276S002 này thì sẽ có mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam, nó sẽ là 31 triệu 500 nghìn đồng. Và các anh chị chúng ta có thể liên hệ trực tiếp
đến các chuyên gia tư vấn như Belo để chúng ta nhận được cái mức giá ưu đãi rất là tốt hiện nay mà Belo dành tặng riêng cho các anh chị. Rồi, và ở CT0276S002 này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ được có được một cái phiên bản kính kính mát này với kiểu thiết kế kính gọng khoan này, rất là đẹp và rất là thanh thoát, khi mà chúng ta nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái phong cách, một cái phong thái rất là nhẹ nhàng khi mà chúng ta đeo. Và với cái thiết kế mắt vuông như thế này thì nó có thể nói là nó phù hợp cho gần như là tất cả những cái khuôn mặt của các anh người Việt Nam của chúng ta, khuôn mặt người châu Á chúng ta thì nổi bật với những cái đường nét tròn. Thì với cái phiên bản kính CT0276 này thì nó sẽ cực kỳ là dễ dàng phù hợp với khuôn mặt của anh chị, và đây cũng là một trong những cái phiên bản kính mát Cartier bán chạy nhất tại Belo. Và chúng ta sẽ còn những cái phiên bản phối màu khác thì các anh chị chúng ta có thể lên website Belo này, chúng ta sẽ chỉ cần gõ cái đầu mã là CT0276, sau đó chúng ta enter một cái thì chúng ta sẽ có được toàn bộ 4 phối màu, và chúng ta sẽ có được cái phối màu gọng đen mắt ghi xám, và chúng ta sẽ có những cái phối màu mắt tráng gương khác thì các anh chị có thể tham khảo trên web belo.vn, hoặc là chúng ta có thể inbox cho fanpage thì Belo sẽ gửi toàn bộ những cái phối màu đó cho các anh chị. Và ở cái phối màu S002 này thì chúng ta sẽ có được một cái mắt vuông này, cùng với đó là chúng ta sẽ có được cái tròng màu xanh lá đó, rất là quen thuộc thôi. Với cái mẫu tròng màu xanh lá này thì với những cái anh chị mà chúng ta đã đeo những cái phiên bản kính Ray-Ban thì chúng ta sẽ rất rất là quen thuộc, thì nó sẽ hoàn toàn tương đồng với cái mắt G15 của Ray-Ban, tức là mắt màu xanh rau muống của Ray-Ban. G15 có nghĩa là gì? Nó sẽ chỉ cho 15% ánh sáng đi qua mà thôi. Do đó nó sẽ đem lại cho chúng ta cái cảm giác mà giảm độ chói đi rất là tốt. Nó rất là phù hợp cho chúng ta để sử dụng trong những cái mùa hè nắng gắt sắp tới đây. Và mức độ đậm màu của CT0276 chúng ta cũng sẽ là mức độ class 3, nó sẽ đủ đậm và nó sẽ song song với đó là nó đủ an toàn để giúp cho chúng ta thoải mái chúng ta đeo kính và chúng ta đi lái xe ok và không gặp bất kỳ một cái khó khăn gì đó. Và ở cái phiên bản phối màu 002 này thì chúng ta sẽ có được những cái hoàn thiện màu vàng gold này. Các anh chị đã thấy là ở tất cả những cái chi tiết mà màu vàng gold của Cartier thì nó sẽ đều được mạ vàng hết, và ở những cái phối màu CT0276 này thì nó sẽ được mạ vàng 24 carat này, và nguyên văn từ hãng họ cung cấp thông tin thì nó sẽ là smooth golden finish, tức là một cái màu mạ vàng bóng này. Và các anh chị đã thấy là những cái đường nét của nó rất là nuột nà, nó thể hiện cái trình độ chế tác rất là đỉnh cao của Cartier. Và CT0276 thì nó mang một cái thiết kế signature C de Cartier đặc trưng với một cái logo chữ C cách điệu. Và ở đây sẽ là một cái logo chữ C đời mới, do đó là các anh chị sẽ thấy là cái logo chữ C này nó được kéo dài hơn, thuôn hơn, và nó có một cái khoảng hở ở giữa này, thì khi mà các anh chị đeo lên khuôn mặt thì chúng ta cảm thấy nó rất là sang trọng và nó vẫn rất là thoáng mặt. Và khi mà các anh chị chúng ta xem những cái video clip của Belo thì các anh chị sẽ thấy là những cái nhựa nào, nhựa acetate tự nhiên màu đồi mồi của Cartier trang bị cho chúng ta nó sẽ có một cái độ bóng vô cùng là tuyệt vời. Ngay khi mà các anh chị chúng ta đặt một chiếc kính Cartier bên cạnh những cái kính gọng nhựa acetate khác thì các anh chị sẽ thấy là những cái độ bóng cũng như là độ nuột của sản phẩm nó sẽ nhìn thấy được một cách rõ ràng. Và ở phiên bản CT0276 này thì chúng ta sẽ có được cái logo Cartier ở cả hai bên càng kính này. Rồi, và một số những cái thông tin ở phần bên phía càng trái của sản phẩm thì chúng ta sẽ có được cái logo Cartier này, con triện chữ C này, chứng thực hàng chính hãng này. Và ở đây chúng ta sẽ có cái mã code của nó sẽ là F27 F14GP, thì nó sẽ hoàn toàn trùng với cả cái hộp kính bên ngoài này, F27 F14GP. Thì những cái mã code này thì sẽ được Belo ghi đầy đủ ở trong cái phần sổ bảo hành để giúp các anh chị chúng ta có thể nhận được cái chế độ bảo hành toàn cầu của Cartier, và chúng ta sẽ có được càng là 145 này. Và CT0276 chúng ta sẽ được trang bị một cái ve trong suốt này. Với thân ve thì chúng ta sẽ có được cái ve đặc trưng của Cartier với hai chữ C lồng vào nhau, một cái icon rất là đặc trưng của Cartier này. Phần cầu kính thì chúng ta sẽ thấy là 60-14 này, tức là mắt là 60 này và cầu là 14 này. Ở phần phía bên càng phải thì chúng ta sẽ có càng 145 này, Made in France này, sản xuất tại Pháp này, đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE này, và chúng ta sẽ có mã hiệu là CT0276S này, phối màu 002 này. Mức độ đậm màu của tròng kính nó sẽ là Cat 3, Category 3, tức là mức 3 hoặc là Class 3. Đó là những cái thông tin cơ bản mà Cartier trang bị cho chúng ta trên CT0276, và đây sẽ là một cái phiên bản kính chắc chắn là sẽ rất là hot
tại Belo trong mùa hè sắp tới đây. Và phiên bản kính này thì cũng đã được anh khách đặt trước tại Belo và anh sẽ lấy trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Belo rất là cảm ơn sự ủng hộ của anh và cũng rất là mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ các anh chị yêu thích những cái phiên bản kính hàng hiệu chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam tại Belo. Và mọi sản phẩm kính Ray-Ban hay là kính Cartier hay là kính Montblanc tại Belo thì nó đều là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Do đó nó đi kèm với đầy đủ những cái hóa đơn đỏ VAT cũng như là những cái thẻ bảo hành, sổ bảo hành để giúp cho các anh chị nhận được những cái sự hỗ trợ và bảo hành chính thức từ hãng khi mà chúng ta bị mất ve này, chúng ta bị hỏng mắt này hay chúng ta bị rơi rớt logo thì chỉ những cái sản phẩm chính hãng thì mới được hãng hỗ trợ. Đó, trực tiếp tại Việt Nam mà thôi. Và tại Belo thì chúng tôi sẽ chỉ kinh doanh những cái sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam như vậy để giúp cho các anh chị nhận được đầy đủ những cái sự hỗ trợ từ hãng cũng như là chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm mua sắm có thể nói là vô cùng an tâm tại Belo. Rồi, và Belo xin nhắc lại là cái mức giá niêm yết của CT0276S002 này nó sẽ là mức giá niêm yết chính thức tại Việt Nam đó là 31 triệu 500 nghìn đồng và các anh chị chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tư vấn để nhận được cái mức giá vô cùng là ưu đãi là trực tiếp tại Belo Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh và chúng ta sẽ nhận được đầy đủ những cái bộ phụ kiện khi mà chúng ta mua sắm những cái phiên bản kính Cartier chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam tại Belo như thế này. Belo cũng sẽ bàn giao đầy đủ cho các anh chị để giúp cho chúng ta có được một cái phiên bản kính Cartier chính hãng mà trọn vẹn nhất mà chúng ta sẽ không phải chờ đợi gì cả. Mọi phiên bản này thì đều có mặt trực tiếp tại Belo để các anh chị chúng ta có thể đến thử trực tiếp cũng như là chúng ta mua luôn và ngay và Belo cũng sẽ đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái nhu cầu về kính gọng cũng như là kính mát Cartier cho các anh chị. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các anh chị trong video clip ngày hôm nay và mọi thắc mắc, mọi câu hỏi các anh chị có thể inbox thêm cho fanpage Belo Eyewear kính hiệu chính hãng hoặc liên hệ đến các chuyên gia tư vấn của Belo trong phần mô tả video clip này. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị và xin chào và hẹn gặp lại.